Xin chào các bạn, mình đang đứng tại vườn hoa Sao Nhái và Hương Dương ở thôn Hao Lệ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đó là một trong những địa điểm sống ảo trong dịp Tết này. Mình đang đi quanh vườn hoa Sao Nhái, có khá đông các bạn nhỏ tới để chụp ảnh từ xưa. Vườn hoa rất đẹp. Nếu có dịp mà mời các bạn hãy ghé thăm qua địa điểm này. Vườn bông gì mà đang lên đây, à, rất đẹp. Đây là cái trời ngâm cái. Vườn hoa Hương Dương đã hết tiếc ghê luôn. Mình đi dạo một vòng nữa còn sót lại một bông rất đẹp, hoa Hương Dương. Dường hơn mình tham quay cái hoa Sao Nhái này nữa.